em thấy là cái số điện thoại này không có một cái tài khoản trên tay nào với cái số điện thoại này. Em phải, nếu mà muốn ấy, trong cái tình trạng bình thường ấy, nhưng không phải họ không nhầm, em đang làm hộ họ và đang tính nhầm đây này, chính em đang ấn cái số điện thoại trên danh linh này là không được. Thì bây giờ em đang thấy là với những cái ca như này thường là khách hàng sẽ phải gọi điện trực tiếp lên công ty, bởi vì cái tài khoản trên Vita của khách hàng tên Hoàng Kim Liên này đang link với một cái tài một số điện thoại khác. À, có nghĩa là nếu như muốn, vâng, thay đổi rồi nhưng bây giờ chắc vẫn chưa được đâu, chưa được, không, chỉ đổi trên danh linh thôi, chưa đổi trên danh Vita. Không, hai cái là của Quốc Hoại, một cái của Hà Kim Liên. Hai cái của Quốc Hoại thì cô chưa đủ thông tin. Cô về cô chụp ảnh gửi cho em đó. Em lấy mật khẩu không được thì chị phải chuyển tiền lại cho khách thì khách tự nộp nhá. Không thì cái này lâu đấy. Okay.